dự án bố xe rồi. Thì chị bố đấy thì nó gửi cho bà hồi 200 triệu đấy à? Đâu? Chùa. Ừ, chúng 20 triệu. Ừ, đúng là. Tiền nẻ hay sẵn à, tiền nẻ. Không biết. Sách cái này. Tiền để hầu ấy. Ừ. Đốt tiền ảo nhỉ? Phải hầu ai biết được cái đấy, mình chịu. Mình mà hầu phải mà mình mà phải hầu như nó thì mình cũng chịu đấy, chả có tiền mà hầu. Ừ, chịu vậy, chấp nhận về chịu vậy, chẳng hầu được. Không có tiền mà hầu ấy anh, có được mà theo không có được đâu, muốn được lần như thế